Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả thân mến, quay trở lại video của mình tiếp theo. Rất vui được gặp lại mọi người trong video của mình. Vâng, hiện tại thì ngay lúc này thì mình đang có mặt ở khu di tích lịch sử Chùa Tiên, Giếng Tiên ở Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn ở đây mọi người nhé. Phía trước mặt mình đây là một cái hang động bên trong này mọi người ạ. Sau đây mình xin mời tất cả mọi người cùng đi theo chân mình đi khám phá Chùa Tiên và Giếng Tiên ở đây nhé. Xem là đây nó khung cảnh ở đây và Chùa Tiên, Giếng Tiên nó như thế nào. Thì mời mọi người cùng theo chân mình đi khám phá. Đây là cửa đóng này mọi người. Đây phía bên này thì được nhìn thấy là hai cái cánh cửa ở đây. Đó. Ui, trong này rộng thế nhỉ. Đây. Đây gọi là núi Đại. Ui, trong này rộng thế. Rộng mênh mông nhỉ. Trong này không mở. Ui, có bức tượng con hổ. Đó. Bên trong này được thờ cúng trong này mọi người ạ. Đó. Thì ở đây đóng cửa rồi nên là cũng không vào bên trong khám phá được. Đó. Đây là cái cổng lối thoát ra exit. Đó, đây là cái phía trần của cái núi đá đây mọi người. Và phía bên ngoài có bát hương đây, rất là to. Bây giờ mình sẽ di chuyển đi đến cái khu vực chỗ khác nha mọi người nhé. Đây là bảng sơ đồ di tích danh thắng Chùa Tiên, Giếng Tiên. Đó. Giếng Tiên. Quy tắc ứng xử này. Đó. Đường Chùa Tiên, Phai Luông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đường Hùng Vương. Đó. Giếng Tiên là bên dưới này. Đây, đi sang đây. Đây có một cái chỗ cánh cửa nữa này mọi người ạ. Đó, nhưng mà họ đóng vào rồi. Đó. Bên này hình như cũng có một cái nữa này. Bên này hình như có một cái cánh cửa bên này nữa. Đó. Đây. Cái này nó thông vào bên cái đường bên kia, vừa nãy là mình quay ở ban đầu mọi người nhé. Nên mình sang cái đầu bên này. Đấy, sang đầu này thì phải đi lên mọi người ạ. Đi lên cầu thang bậc đây. Đó. Đó. Để mình đi sang cái đầu bên này nhé. Chùa Tiên. Đấy, đây là cái bậc đi lên mọi người ạ. Đấy. Đây. Đây là sơ đồ. Đó. Người ta cũng viết giới thiệu này và cũng như là tuyến đường, thủy cung và bản đồ đây. Đó. Đây. Chùa Tiên, Giếng Tiên, phường Chi Lăng. Chùa Tiên là di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia năm 1992, nằm trong lòng núi Đại Tượng, là một trong bát cảnh mà Ngô Thì Sĩ đã ghi nhận động chùa Tiên nằm ngang chừng núi đây. Lối lên có 64 bậc, cửa phụ quay về hướng đông, có cửa thông thiên, có đường xuống hồ Thu Thủy. Chùa Tiên còn được gọi là chùa Song Tiên, được lập vào thời hệ thống văn bia với 13 bia ma nhai. Đó.
Đây là những cái phần tiểu sử người ta ghi chép ở đây rất là đầy đủ, có một phần tiếng Việt và cũng như là phần về tiếng Anh đây. Đó. Các bác người nước ngoài đến là người ta đọc tiếng Anh, còn như Việt Nam mình đến đây thì đọc cái phần tiếng Việt ở đây. Đó. Đây là điểm du lịch địa phương. Bây giờ mình di chuyển lên phía bên trên này khám phá xem như thế nào nhé mọi người nhé. Đó, rất là nhiều bậc. Cũng là một cái độ khá là cao mọi người ạ. Đây. Đó. Khá cao ấy mọi người ạ. Đây người ta có ghi một cái bảng, đây là miếu quan thổ thần động chùa Tiên. Đó. Trên này thì mình nhìn thấy là có hương khói đang khói nghi ngút đây, thì chắc là có người vừa lên thắp nhang ở trên này. Đó. Lần đầu tiên mình đi khám phá. À đây có ông. Có ông đây. Con chào ông nhá. Con quay một xíu cái động đây. À đây mọi người ạ. May quá lên gặp ông đây. Đó, đây là chùa Tiên lên mọi người nhé. Đó. À, phía bên ngoài đây, cổng đây mọi người ạ. Nhìn rất là kiên cố và chắc chắn và đẹp. Đó. Ui giời. Mọi người nhìn bên trong không gian này. Đó. Và đây có một bức tượng đây nữa này. À, thay thay nhau trực ạ. À. Ông cũng vừa mới lên. À ông vừa lên. Vâng, con khám phá một chút nhé ông. Đây phía bên trong đây mọi người ạ. À, được khắc chữ ở trên những bia đá này. Đây thì chắc là chữ chữ Hán. Đó. Bức bia này trấn danh bất cảnh bia chùa Tiên số 4 này. Đó. Cái này có người khắc ở đây, người ta ghi ở đây này mọi người nhé. Bia chùa Tiên. Bên trong này là cái bàn cưng sơn thần. Ở trên này thì ghi chữ này. Chữ này thì các ông thời ngày xưa thì có thể là biết đọc này. Đó. À, có chuông này. Đó. Đây có ba vị đây. Cái này mình cũng không không biết đọc nên là không biết nói thế nào. Có gì mong là mọi người xem video có gì nói không phải thì mong mọi người thông cảm cho mình. Phía bên này có bàn cung vong. Đó. Này lối lên cung Trần Triệu cung Cô Chín này. Đây là lịch sử văn hóa Đông Chùa Tiên Giếng Tiên Phường Chi Lăng. À, cái này là Bộ Văn hóa Thông tin và Thể thao căn cứ Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa Danh lam thắng cảnh số 14. À, cái này ngày mùng 4 tháng 4 năm 1984.
Đó. Ui. Đó, trong này thì cũng rất là rộng đây. Không gian này là cung Trần Trần Triều mọi người nhé. Cung Trần Triều ở đây. Phía trong này xem này. Mình có thể đi chui xuống đây. Đó, đây là toàn cảnh ở bên trong động này. Nhìn nó rất là rộng rãi. Thành công. Đây là Tam Bảo, Tam Bảo, bàn Tam Bảo mọi người ạ. Mình sang cái lối bên này nữa, lối lên cung Sơn Trang, cung Mẫu, cung Cậu Bé Đồi đây mọi người nhé. Ai chả cũng tương đối là khá là rộng đây mọi người, lên trên này. Đây. Đây là động Sơn Trang đây mọi người nhé. Động Sơn Trang. Phía bên này là lối gì đây? Bên này đóng cửa, khóa cửa rồi. Khóa cửa không mọi người ạ? Mình đi ra chỗ khác, đi lên chỗ khác. 2 bài thơ của cụ Ngô Thị Sĩ. Đây. Đường lên cung Mẫu lên mọi người nhé. Đó. Lần đầu tiên hôm nay mình đi vào hang động. Review này. Đó. Đây có những bát hương ở đây nữa này. Đây là cung Mẫu nha mọi người nhé. Đó, đây là cung Mẫu. Toàn cảnh cung Mẫu ở đây. Còn một lối lên nữa đây. Lối lên nữa là lối vào cung Cậu Bé Đồi nhé mọi người nhé. Tí nữa mình sẽ đi vào trong đấy. Đó, chuồng này. Và cũng như là có các bát nhang ở đây. Rồi bây giờ mình di chuyển lên cái nổi lên của cung Cậu Bé Đồi nhé mọi người nhé. Và hôm nay rất là sâu. Đây. Đó, rất là nhiều lối mọi người ạ. Đây. Đường ra Cậu Bé Đồi đây mọi người. Rồi. Đây là bàn Cậu Bé Đồi. Còn đây là cái phía cửa đi ra này. Cửa đi ra đây mọi người. Ra ngoài này thì ngắm được toàn cảnh ở khu vực thành phố Lạng Sơn. Ui giời. Đây là toàn cảnh ở bên ngoài đây. Nhìn này. Quá là rực rỡ nhỉ.
đẹp nhỉ. Đó, phong cảnh khá là đẹp luôn. À, đứng ở trên vị trí trên này nhìn xuống bên dưới thì nhìn rất là hùng vĩ, và cảnh thiên nhiên nhà cao cửa rộng này cũng rất là đẹp. Phía bên này là cái phía sông Kỳ Cùng nha mọi người nhé. Đó, đền Tà Phụ Kỳ Cùng ở trên này, đi lên trên này là một chút nữa là đến rồi. Nhìn cái cảnh nó đẹp quá mọi người ạ. Đây, đây là cái phần cửa ra đây mọi người nhé. Cửa ra đây. Đẹp. Rồi ok nhé mọi người nhé. Bây giờ mình cũng xin phép là mọi người là mình kết thúc cái video. Hôm nay là mình đi vào bên trong hang động chùa Tiên, suối Tiên ở đây, khám phá ở đây. Đó, mọi người xem video thấy hay cho mình xin một lượt like, và cũng như là chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để mình có động lực và để kênh phát triển nha mọi người nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người video lần sau của mình tiếp theo. Xin chào.